lần đầu tiên giáo phận tổ chức ngày giáo phận và bắt đầu vào ngày 2 tháng 12, tức là chiều ngày thứ bảy trước mùa vọng, để hướng về ngày lễ Đức Mẹ có những nguyên tội và quan thầy ở trung tâm Đức Mẹ Núi Túi. Và giáo phận tổ chức ở tại trung tâm Đức Mẹ Núi Túi một ngày sinh hoạt toàn giáo phận, nhưng mà buổi sáng thì có những buổi sinh hoạt cho từng nhóm gia đình theo chủ đề phục vụ. Chủ đề phục vụ năm vừa qua là gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa và đồng hành với cả chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân. Và năm tới đây giáo phận vẫn cái chủ đề gia đình hãy là dấu chỉ lòng thương xót của Chúa và hướng đến các bạn trẻ, đồng hành với các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân, đồng hành với các bạn trẻ, các gia đình trẻ. Và vì thế cho nên các nhóm sinh hoạt của giáo phận đã được tổ chức ở các giáo xứ gần trong khu vực núi Cối này. Có 3 nhóm sinh hoạt chuẩn bị cho các bạn trẻ bước vào đời sống hôn nhân, đó là Bạch Lâm, Đức Huy và Gia Hiền. Và có 2 nhóm tổ chức cho những các gia đình trẻ 25 năm, đó là ở Hạt Túc Trưng, đó là Sứ Túc Trưng và Sứ Thánh Mẫu. Và địa phận cũng tổ chức 4 nhóm cho các gia đình trẻ mới kết hôn trong những năm vừa qua, là Hưng Bình, Kim Thượng, Võ Dòng và Phúc Nhạc. Ở trong 9 cái điểm tổ chức đấy, chúng tôi đã đến tận nơi và chúng tôi đã gặp gỡ các bạn trẻ, gặp gỡ các cha trong ban tổ chức, gặp gỡ các bác sĩ, các doanh nhân, các thầy cô giáo là những người làm nên một cái nhóm thuyết trình viên và hướng dẫn sinh hoạt. Cái cuộc sinh hoạt này mới là lần đầu tiên giáo phận tổ chức nhưng rất phong phú. Và đoàn chúng tôi gồm có các cha trong ban truyền thông, có Sơ Ngọc Lễ là cũng thành viên của ban truyền thông, và một số anh em làm công tác phục vụ cho công tác phỏng vấn và gặp gỡ các nhóm bạn trẻ này. Và chúng tôi xin giới thiệu cái con đường đi tiếp xúc này, nó là một cái cuộc gặp gỡ thân tình trao đổi mang tính chất của gia đình giáo phận và gửi đến các đôi gia đình trẻ cũng như các bạn trẻ cái sứ điệp mà dạng Đức Giám mục giáo phận muốn nhắc đến, là làm sao phải xây dựng một thánh tiết của lòng thương xót không chỉ trong giáo phận mà bắt đầu từ các gia đình. Vì thế cho nên xin hân hạnh giới thiệu cho tất cả mọi người. Hôm nay thì chúng tôi sẽ có 110 đôi tại cái điểm kỷ niệm này. Và hiện tại các anh chị chia sẻ với các gia đình trẻ của chúng ta hiện tại là những hai bác sĩ và những gia đình công giáo thời đại A Cộng sẽ cùng tham gia trao đổi với các anh chị qua nội dung buổi sáng này. Bây giờ công điện này xin được trân trọng giới thiệu cha Du Xe Đặng Thanh Tuyền, chúng tôi xin cùng các gia đình trên ba chữ thôi,
xin được chào tất cả các anh chị, các gia đình trẻ ngày hôm nay đã đến với ngày hội của các gia đình trong họ Thống Quân. Dự kiến ngày hôm nay là có 2.500 gia đình trẻ sẽ đến các địa điểm và ở bên đây là có khoảng 3 là tiền, quan niệm về tiền. Vấn đề nhưng tiền mà chúng ta thấy đã tác động là trên cái đời sống, mà chúng ta yêu sống cho địa phương của các mong gia đình là chúng ta như thế nào đây, và như ba điều đó nó có thể nói là lắng nghe gia đình đến của giáo những cái hậu quả chúng ta đúng là tan vỡ làm hay là coi thường lẫn nhau với thời gian chắc chắn là cần phải được tái nhận thức lại các giá trị đó trong cái nhìn của Kitô tôn giáo của chúng ta, chúng ta có thể bảo vệ tình yêu gia đình. Và cho con cảm ơn chị ạ. Con ở đâu mà hôm nay chúng con đến về cách chi tiêu ở đâu nghe cả về nhu cầu tình dục à, con là giáo sư Tâm An thậm chí về việc là có nên sinh con hay không sinh con hơn một năm này sinh con. Chúng con đến đây đây không phải là lúc hai người thương lộ những cái thời tán tỉnh mà đã làm vợ chồng thì chúng ta cần phải để nói cho nhau để hiểu cho nhau. Có một cái số vấn đề cho con chúng con đây trong cái chúng ta sẽ trao đổi chung. Rồi sau đó thì lại sẽ đúc kết câu hỏi thứ nhất mà chúng tôi muốn các bạn nên chia sẻ. Có một số cô vợ hay đây là một gia đình giấu tiền đi và để mà cung cấp cho gia đình vợ đây một đám trẻ ở đôi gia đình ở Tân Mai. Đây là một tính các bạn trẻ lâu lâu ở Tân Mai các thành phố và đây là cũng nhiều cô vợ chẳng có chuyện chúng tôi phải đăng ký trên đây chồng không có thoải mái đó con thân cả em tiền về cho mẹ bởi vì mẹ có đồ mình không có tiền thì cũng tội nghiệp để theo cha có tội hay không. Vậy thì bây giờ xin hỏi ném nút dành tiền gửi đối mẹ theo các bạn có nên hay không? Tại sao nhiều đôi không tức là đôi vợ chồng trẻ này muốn cái gia đình được hạnh phúc tại sao mà chúng ta không phải 2, 3, 5, 7 năm mà còn cả đời và muốn được như vậy mà ta có chú ý gia đình công giáo học chứ và đôi chú ý nghe như vậy nhá để cầu chúc cho các đôi gia đình chúng con luôn luôn có chú ở cùng chúng ta có thể chia sẻ mạnh ra là chúng ta có nên giấu tiền tất cả chúng con chào đón quý cha và thầy giảng tháo tay và không hiểu có sự nhầm lẫn như thế nào thì danh sách chúng con nhận được là 452 người trong cái buổi tọa đàm này và hiện nay ở đây chỉ có 100 người vinh tụ về khúc nhà cho nên hiện nay là số mông lung chúng con đang dừng lại. Các thầy cô, các cha, các chị.
Tôi
sáng nước nuôi, nó có thể ăn bữa đỡ rồi trưa nay chưa đặc biệt lại về để no mới được tạo cho nên no đầy đủ rồi mới lên gặp mẹ xin cuối chúc con thế này. Có một điều là chúng tôi thấy ở đây có những bạn trẻ ở khắp sáu giáo hàng đến đây, những gia đình trẻ và còn có một số những gia đình khác của những người trẻ hơn hay là lớn hơn, nhưng mà cũng nói rằng hôn nhân cứ không những chỉ đẹp 25 năm mà hôn nhân còn đẹp hơn nữa 50 năm và nhiều hơn nữa. Chương trình như thế này con thấy rất là hữu ích, bởi vì ngày hôm nay cái buổi sinh hoạt sáng hôm nay của các gia đình kỷ niệm 25 năm khối, họ không chỉ thắc mắc về vấn đề vợ chồng làm sao sống cho tiếp tục được hạnh phúc, họ còn thắc mắc cả vấn đề giáo dục con đời cháu, rồi ngay cả những vấn đề chuẩn bị cho tương lai con cháu như thế nào, và ngay cả họ cũng phân vân về cả cái sức khỏe về tinh thần, về thể lý, về sinh lý của họ trong cái tuổi già là sao để mà cái hôn nhân đó nó vẫn giữ mãi được ấm nồng cho chắc tới khi nào về Chúa họ vẫn còn sống. Thế nên cái buổi tọa đàm hôm nay chúng con cũng nhận được rất là nhiều câu hỏi. Bây giờ trong cái buổi tọa đàm thì chúng con chỉ mong cho đến hai cái câu hỏi cho nên chỉ giải quyết được một số vấn đề thiết thực nhất đó là cứ nào thì năm cháu thần vẫn cứ có thể được cái ngày như thế này, chỉ một ngày có thể nhiều ngày đó là rất là quý giá. Cảm ơn cháu đã đến thăm chúng con. Thực sự khi được cái chương trình này thì lúc đầu thì chúng con cũng ngờ là chẳng biết là gì, nhưng mà mấy hôm nay thì nhất là cách đây 3 ngày con đã đi tiền trạng, sẽ còn đến cha bàng chứ để xem tiền trạng cái chương trình như thế nào. Thì con thấy ngài lớn tuổi nhưng mà ngày đây một tiếng biết hôm thứ năm mà ngài đã ráp vòm rồi, ngài đã chuẩn bị ở kia con đến để xem này âm thanh rồi cái nơi chúng con tọa đàm như thế nào, về ca sĩ hát làm sao, thì ngài đã cung cấp được con đầy đủ các thông tin cho đến sáng ngày lớn con đến thì là học cái là bao nhiêu luôn đâu ở đó, giống như là chuẩn bị lâu lắm rồi. Và thực tế thì cái kế hoạch cái chương trình giáo phận của mình nó cũng là mới nhưng mà con đã đi vào và thấy nó
con cái nó nhìn trai của mình thôi, em phải kêu người ta nuôi thì mà ba như vậy có tốt không? Ra có đèn có tội, nó có đèn không có tội. Rồi hai anh chị rất mong điều gì nhất trong gia đình mà nó bỏ đạp con bắt bỏ nó đạp luôn thì để bảo vệ đức tin về nhà và với bố mẹ sống hạnh phúc không gì cả. Đừng đi lấy người chủ nhật chặt nó đánh cho không đi lấy được cái chủ nhật nữa. Đấy, gia đình hạnh phúc bắt mình bỏ xuống bước mong lớn nhất rồi đó của mình mang đến nhà thờ rồi về nhà nó đè lên nó đánh. Thế thì gì? Bảo thư với cha xứ con về với bố mẹ con để trong cái đời sống của mình con về mãi mãi thành đạt trong cái tình với cha xứ công việc con khuyên nó không được mà không đi đến mình đi lấy về nhà nó đè lên nó đánh mình như thế nó có chịu được phá đây cái chuyện đó là nghe được nó đừng có vin vào cái thứ đó. Chào hai anh chị nhá, rồi tới sức nào là ra nhà nhân dịp hai anh chị về đây trong cái dịp mà chúng ta những người xin gặp với nhau để chia sẻ với nhau quá nhá. Thế thì anh chị cho chúng tôi học một công nghe nhỏ đấy nhá. Thế thì anh chị được với cháu rồi. Thì nếu ở trong gia đình lúc mình buồn với con cái, thế thì những lúc đấy thì mình tính thế nào? Rồi bây giờ có cái câu hỏi này nó liên quan đến là có thể là con cái của quý vị này đó là hai bạn trẻ là yêu nhau rồi là ăn cơm trước đẻ dấu đẻ chứ rồi đó là có con trước rồi rồi xong mới là cái đặt con trai như vậy thì anh chị cố gắng đang làm cho gia đình mình trở thành gia đình của Thiên Chúa bởi vì trong đó có sự gặp gỡ, có sự yêu thương cha mẹ con cái nhé. Thật cảm ơn anh chị nhiều, cũng mong anh chị cũng cho chúng tôi và mọi người tham dự biết cái ý của anh chị như vậy. Đó là đúng ý của giáo sư nhé, để xây dựng gia đình mình. Cảm ơn anh chị. Chúng ta bữa ăn này được tràn đầy ân phúc. Nhân lên Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Chúa xin chúc lành cho chúng con và những của ăn do lòng rộng rãi Chúa thương ban cho chúng con đây để chúng con chia sẻ niềm vui trong ngày gặp gỡ các bạn trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân của hai giáo hạt Gia Kiệm và Túc Trưng gặp nhau ở nơi đây. Xin Chúa chúc lành cho những quyền ước tốt đẹp trong tình yêu của tuổi thanh xuân chúng con và xin chúc lành cho các đấng các bậc những vị cha anh, những thầy giáo, những người hướng dẫn chúng con trong cuộc đời. Xin Chúa ban ơn phúc cho chúng con trong bữa tiệc này được nối kết với nhau trong tình thân và chúng con cũng nhớ đến những người túng nghèo đang cần tình yêu thương của tất cả chúng con. Chúng con cầu xin nhờ được Kitô Chúa chúng con. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Xin cảm ơn các bạn trẻ. Put it back together, make it all right. Oh, oh, oh.
to do things right, but I make the wrong choice sometimes. Can you forgive me? No one knows me, God, like you. You see who I am, not what I do. Can you forgive me? Mình vẫn nhớ là hôn nhân của mình, hôn nhân thì đánh giá, công giáo thì các
vọng là sau này thì em từ hay trở về thì khi chuẩn bị ân nhân của em mong muốn cái đời sống rất là nằm trong ơn Chúa đúng không? Dạ, đúng rồi. Đây, chị cảm ơn chia sẻ một ít chuyện với em. Hẹn gặp lại sẽ vào đây và sẽ sống Đón các sơ thì cũng phải đón cho nó đầu ạ. Này này, con cho cha đi làm gì?